Hi, I am Summer. Trên tay mình là tấm vé du lịch Trung Quốc. Các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa chúng mình và Trung Quốc không? Phát hiện ra những điều gì ở nơi đây? Ngay bây giờ, hãy xách vali và chúng mình cùng đi thôi. Mở đầu cho hàng trăm cái kỳ lạ nhất, độc đáo nhất về Trung Quốc có tuốt tuần tuột ngày hôm nay là một biệt danh khét lẹt lẹt chỉ Trung Quốc mới có thôi. Liệu bạn có biết đó là biệt danh gì không? Ông Hoàng Đạo Nhái, đất nước triệu voi hay xứ sở hoa hồng? Với cái tài trí của tuổi trẻ tài cao, những chiến thần bàn phím khắp nơi trên Việt Nam, thậm chí thế giới gọi ông Hoàng Đạo Nhái là biệt danh của Trung Quốc. Ưu ái thật đấy, Giang Cư Mận trên khắp thế giới không chỉ Việt Nam dành tặng cho quốc gia này. Trời ơi, gì cái gì cũng copy y hịt luôn. Các bạn biết không, đến cả thương hiệu gà rán KFC về tay Trung Quốc tự nhiên thành KFD với cả KFG, thậm chí thay luôn cả hình đại diện cho thương hiệu là một anh đẹp trai tóc tai vuốt vuốt các thứ. Nếu mà không super soi kỹ thì ăn nhầm hàng pha ke là chuyện bình thường luôn. Hay như công trình bàn tay vàng ở Đà Nẵng của Việt Nam ta cũng bị bê về chế biến thành phiên bản khá là ối rồi ơi đấy. Ngoài ra còn hàng trăm skill đỉnh của job khác. Ây gu, một tràng pháo tay giòn giã cho người anh em láng giềng này nào. Ngoài cái skill sao chép đỉnh bậc nhất ra thì người anh em Trung Quốc còn có những công trình kiến trúc bậc nhất nổi tiếng từ ngàn đời xưa đến nay khiến cả thế giới thán phục trầm trồ đấy. Anh em có biết đó là địa danh Trung Quốc nào sau đây không? Hai nơi này, học sinh lớp 2A còn biết ít chứ. Đầu tiên là Cố Cung. Ôi trời ơi, các bạn quan sát mà xem, đẹp như ở trong phim luôn nhở. Đúng là đời thật bước vào trong phim đây rồi. Nơi đây còn có tên khác là Tử Cấm Thành, được xây dựng từ năm 1406 tới năm 1420, gồm 980 tòa nhà và có tới 9.999 căn phòng. Wow, quá là hoành tráng luôn. Đỉnh không kém là công trình Vạn Lý Trường Thành vừa to vừa dài, khiến cả thế giới trầm trồ kia kìa. Thời đấy làm gì có máy móc, làm gì có công cụ xịn sò mà người ta còn làm ra được những thứ siêu to khổng lồ như này. Rất đáng nể đúng không nào? Tại hạ nhanh trí bái phục sát sàn sạt đất. À đấy, quên, bạn nào muốn tới Tử Cấm Thành tham quan có thể phi thẳng xuyên thủng tới thành phố Bắc Kinh. Nơi đây là cung điện trải qua 24 triều vua, từ giữa thời nhà Minh cho đến cuối nhà Thanh của Trung Quốc. Một thời kỳ phong kiến huy hoàng ngút trời, cả thế giới ngước nhìn. Hiện nay, Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là một trong những kỳ quan đồ sộ bậc nhất trên thế giới. Comment phần 2 để nhanh trí tiếp tục đột nhập Cố Cung cho các bạn nhé. Say oh yeah, đi tiếp bản đồ Trung Quốc, bạn sẽ choáng váng vì đất nước này có tỷ lệ nam nữ chọi nhau tới mức khó tin. Nào nào, vậy thì để xem tỷ lệ nam và nữ ở đây bằng nhau hay ai nhiều hơn nhỉ? Hả? Các bạn bảo con gái nhiều hơn á? No no baby, bên đó đàn ông nhiều hơn nha. Mẹ, tại sao lại như thế? Vì là ngày xưa Trung Quốc có chính sách mỗi gia đình chỉ được sinh một con thôi, đã thế lại còn trọng nam khinh nữ ấy, nên bị cái con trai thì nhiều, con gái chẳng có bao nhiêu, thế là con trai bị FA đó. Ông trời ơi vì sao thế, trời người như con lại ê. Cho đến tận bây giờ, hệ lụy phân biệt giới tính xảy ra là mấy anh manly bên đó không được cô nào để mắt đến. Thế có chết không có chứ lị. Đặc biệt, vùng nghèo khó ở rừng núi hay các miền quê thì càng khó lấy vợ hơn. Tuy thế, không phải phái nữ được săn đón cưng chiều đâu. Mặt trái của sự thật còn khiếp đảm hơn chúng ta tưởng tượng. Điển hình là một anh giai cầm hẳn tấm bảng hiệu "Tôi muốn lấy vợ" đi khắp phố mà vẫn ế nhăn cả răng. Các bạn nữ tưởng tượng xem, ra đường có mỗi một mình bủa vây là một đám đàn ông thì sẽ như nào? Please, hãy ngưng phân biệt giới tính, nhanh trí khẩn thiết mong các bạn share điều này rộng rãi nhé. Tuy thế, các anh giai Trung Quốc ơi, đừng có lo. Nếu các anh mà xem nhanh trí thì nhanh trí có một cách có được người yêu như ý. Các ca ca phải tìm đường trước đã chứ. Bởi vì đến con đường còn không tìm nổi thì sao mà tìm được người yêu? Vậy sau đây đâu là đường giao thông của Trung Quốc đây? Ai ố xì má, cái gì vậy? Thề luôn á. Mà trận này đến Google Maps cũng phải vã mồ hôi. Ở đây các pháp sư Trung Hoa biến hóa khôn lường nhỏ. Anh em nghĩ sao khi đi siêu thị mà tàu cứ chạy ùn ùn ngay trên đầu? Ảo Malazada hơn là có cả bãi đỗ xe ô tô trong nhà cao tầng cơ.
Wow, giả dụ nhà mình ở đằng kia mà mình đi qua bao nhiêu con đường để về được đến nhà cũng là một điều đau não đấy. Đường xá ở nơi đây giống như đường vào tim crush vậy, rắc rối các bạn nhỉ. Nói thế thôi, chứ giải đố nãy giờ rồi, não muốn được nghỉ ngơi các bạn ạ. Con vật gì là biểu tượng của Trung Quốc, kỳ lân, gấu trúc hay chó sói vậy? Đó là anh bạn gấu trúc ham ăn bít bự này. Ôi trời ơi, khỏi cần giới thiệu nhiều, ai cũng biết ngày có 24 tiếng thì 12 tiếng anh bạn này dùng để ăn và ăn rồi lại ăn đấy. Bạn nào biết lý do tại sao gấu trúc là linh vật của Trung Hoa không? Nhanh tay comment xác nhận mình là thần đồng kiến thức đi nào. Còn ngay sau đây, bạn nào mà yêu thích lịch sử và u mê phim cổ trang nhất định không thể bỏ qua câu này đâu. Một vị vua vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc, bạn có biết đó là vua nào? Chính xác, đây là vị vua Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên của nước Trung Hoa Thống Nhất. Và các bạn biết không, Vạn Lý Trường Thành, đường bộ cao tốc Trần Trực Đạo, tất cả những thành tựu nổi bật đó đều có công của vị vua này đấy. Chưa hết, trong suốt 37 năm cầm quyền, ngài còn có những sáng kiến khiến con cháu đời sau tâm phục khẩu phục luôn, như là thống nhất tiền tệ, thiết lập chế độ hành chính quận huyện, mở cửa chiêu mộ người tài cả nước, vân vân mây mây về những tài năng khác. Nếu mà để liệt kê hết, chắc phải dài như một cái sớ các bạn ạ. Thế nên, nói túm cái quần lại, đây là một vị vua tài năng và có tầm nhìn rất rộng lớn. Tuy nhiên lắm tài thì cũng nhiều tật. Ông cũng dính không ít phốt và drama nên mang tiếng là tàn bạo, hung hăng top 1 của Trung Quốc. Và có một sự thật là ông ấy là một người rất ham sống sợ chết các bạn ơi. Nên ông dành phần lớn cuộc đời để tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão cho xây dựng lăng mộ của chính mình hoành tráng và vô cùng thần bí. Nào, bạn nào mà gan to như lá bàng thì xách mông theo nhanh trí khám phá tiếp lăng mộ này nhé. Ở bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng đặc biệt có điều gì? Một kho báu khổng lồ, nó siêu rộng lớn hay có yêu quái nhỉ? Anh em Ai Cập có Giza thì ở đây Trung Quốc cũng có lăng mộ Tần Thủy Hoàng không kém cạnh. Nơi đây có một kho báu siêu siêu khổng lồ và nó siêu rộng lớn. Ai muốn giàu thì tới đây cũng nhanh chín nào. Có kho báu nhiều lắm nhưng mà không dễ xôi thế đâu. Kích thước nơi này siêu lô khổng to mà, rộng bằng 5 sân bóng đá quốc tế. Chưa hết, kho báu đầy vàng bạc châu báu ở đây được canh chừng bởi đội quân đất nung hung hậu, nhìn cứ như là âm binh ấy nhở. Hình nhân ma quái ý khiến ai cũng thấy lạnh hết cả sống lưng, và kết hợp với hệ thống bẫy chằng chịt cùng vô số thủy ngân cực kỳ độc khiến không kẻ trộm mộ nào dám vào gần. Đến ngày nay, lăng mộ của vị vua này còn rất nhiều điều bí ẩn mà đến cả các nhà khoa học khai quật cũng không thể nào giải thích nổi đâu. Để mà kể về lăng mộ Tần Thủy Hoàng thì nhanh trí sẽ lên một tập video tiếp theo bằng cách các bạn hãy comment nếu tò mò xuống bên dưới nhé. Còn ở Trung Quốc thời xưa, vua có tất cả quyền lực và uy nghiêm không ai có thể chạm tới. Không biết các fan nhanh trí đã biết điều này chưa? Một khi mà cáo là chỉ có mất đầu như chơi. Nhưng kinh khủng nhất phải kể đến hình phạt này. Đó là hình phạt nào ác độc nhất của phong kiến Trung Quốc xưa? Chu di cửu tộc, cù nách hay nhổ răng nhỏ? Chính xác 100% đó là chu di cửu tộc. Đây là hình phạt tử hình tàn bạo bậc nhất được áp dụng dưới thời phong kiến, được áp dụng ở các quốc gia như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và cả Việt Nam. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó các bạn ạ. Chỉ những người mắc tội lớn như tạo phản, sát hại vua thì mới phải chịu thôi. Một người làm sai cả họ phải chịu theo luôn. Đây, một người bị tội nhá, xong cái bố mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, anh em, cô dì, chú bác, cậu mợ, tất tần tật, tất cả bị liên lụy theo. Tất cả đều phải ra đi mãi mãi, nguyên cả họ, không ai được sống, ghê chua. Chính vì thế, trong lịch sử mới có cảnh xử tử cả 100 người cùng một lúc, quá dã man đúng không nào? Bên cạnh đó, thời phong kiến còn có vô số hình phạt đáng sợ kinh khủng hơn nữa, mà chuyện đã qua không ai còn muốn nhắc lại cả, đau lòng lắm. Chính vì thế, chúng ta được sống trong đất nước hòa bình, độc lập, tự do như này là một điều may mắn và hạnh phúc quá rồi phải không các bạn? Nên hãy tu dưỡng, rèn luyện đạo đức thật tốt các bạn nhé. Còn các bạn ơi, ngay bây giờ hãy chuẩn bị cho mình một chiếc bụng đói để chúng ta cùng càn quét ẩm thực xứ Trung thôi nào. Yahoo! Nhiều món ngon quá, thơm nước mũi luôn rồi. Ồ, các bạn ơi, món này đặc biệt đập vào mắt nhanh trí nè. Đó là món gì mà độc lạ thế nhỉ? Ôi là nước ơi, hóa ra là món đậu phụ thúi.
Trời ơi, thúi hoắc luôn, không biết mùi vị nó sao nhỉ. Làm miếng anh em ơi. Gói gói, xong tới công chuyện luôn. Anh Lâm về lốc mặt nhăn nheo như này là biết rồi đó. Như vậy chắc nhanh trí hết dám thử luôn. Ai từng ăn món này rồi thì comment ngay cái mùi vị cho mình biết với. Chứ mình nhìn thì mình đã thấy run run rồi đấy. Thế nãy giờ anh não làm việc hơi bị nhiều rồi nhở. Lại nhường chỗ cho chị mắt vào giải đấu tiếp thôi. Tình mắt tìm Trung Quốc trên bản đồ nào. Bên trái, mở to mắt bên phải. Yeah, mình thấy rồi, đấy chứ đâu. À ha, mình còn thấy cả Việt Nam của mình nữa cơ. Ố chề, hàng xóm láng giềng có khác. Tình thương mến thương thế, ngay sát sản sản Việt Nam ta luôn. Nhanh trí chúc cho tình hữu nghị của Việt Nam và Trung Quốc mãi bền chặt nhé. Không biết các bạn có mong mỏi điều này không? Còn ngay sau đây, có một sự thật chắc chắn khiến nhiều người ngã ngửa vì sốc đấy. Con gì được làm cảnh sát ở Trung Quốc? Khỉ, gà hay là ngỗng? Cảnh sát ngỗng kính chào mọi người. Anh em ở phố chắc không biết chứ, anh em ở quê thì 99,9% chả bị ngỗng nó dí cho vài lần rồi đúng không? Để nhanh trí kể cho nhá. Con này mất nết cực ý. Thân hình là gia cầm nhưng tâm hồn không khác gì cờ hó đâu. Hiểu được tâm lý đó nên mấy pháp sư Trung Hoa đã bế em nó về làm việc luôn. Đặc biệt nhá, bọn ngỗng ngáo ngơ này tuy đầu gấu nhưng được cái ăn ít lại còn nhạy cảm với âm thanh nên để chúng nó đi tuần là quá chuẩn bài rồi. Ôi thôi, chịu thật đấy. Nước đi này khó thế mà cũng nghĩ ra. Nào, người anh em hàng xóm láng giềng lại xin nhận của tại hạ một lại nhá. Ố chế, các bạn ơi, mình vừa lại xong mình lại đi lạc rồi. Đây là đâu và tôi là ai? Ở đây là quán lẩu à? Khu nghỉ dưỡng à? Hay khu vui chơi vậy? Hô hô, lẩu đê anh em ơi. Hóa ra đây là quán lẩu. Quán lẩu này có mặt tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Trời ơi, quán gì mà bao trọn cả quán núi ư? Nhà hàng này sở hữu 888 bàn ăn, phục vụ cùng lúc 5.800 người. Lúc nào cũng phun bàn, muốn ăn là phải chờ cơ. Nhà nhà ăn lẩu, người người ăn lẩu. Úi tà tà, đất nước của người anh em láng giềng rộng lớn quá. Mới đi có tí đã được 12 phút rồi. Bạn ấn tượng điều gì nhất về Trung Quốc? Hãy để lại ý kiến xuống dưới comment nhé.